Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Và chào mừng mọi người đã đến với Làm gì để chuẩn bị đón Tết. Ok, ý là tại vì lúc mà mình quay á, xong rồi cái mình không có nghĩ là cái video này nó sẽ chuẩn bị cho cái Tết, nên là mình đã nói bị không có đúng cái chủ đề á, nên là mình phải quay lại xong cái mình nói vô. Vậy đó. Thì ok, nói chung là cũng không có làm gì đâu các bạn. Mình sẽ đi vô phòng. Biết tại sao không? Mỗi lần mình làm cái gì đó xong thì luôn luôn cái bàn của mình nó sẽ như vậy. Vậy đó, nên là bây giờ tụi mình phải... À không phải là tụi mình, mà là mình sẽ đi dọn phòng. Nhưng mà không phải bây giờ các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi một xíu, mình uống coi. Sau 15 phút đồng hồ mình ngồi mình nhâm nhi cái ly coi của mình, thì mình đã có năng lượng để mình dọn phòng rồi các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ thay bộ đồ này để thoải mái làm việc. Nãy mình mới vừa coi lại mấy cái video mấy cái video mà mình mới vừa quay xong, cái mình thấy mình đúng thấy ghê luôn, nên là mình đã điểm một tí son môi và mình cũng đã thay bộ đồ cho nó thoải mái, cho nó dễ làm và ok làm thôi. Mình sẽ bắt đầu với cái khu lộn này, cái chỗ đựng đồ của tụi mình. À khoan, từ sao có thể làm việc mà quên đi những bài nhạc được? Ôi trời ơi, sao nó tắt vậy? Đây. Tôi sẽ tìm được những cái món mà kiểu mình không nghĩ là mình sẽ giữ nó, nhưng mà thiệt ra là mình đã giữ nó. Và đây là cái bộ đồ mà mình đi Đà Lạt, hồi cái clip Đà Lạt mình đi chung với má ba với lại dượng ba mình á. Lúc đó mình vẫn không có đẹp gì đâu các bạn, kiểu lúc đó mình vẫn đó rộng lắm á. Xong rồi cái giờ mình để chắc cũng cỡ cả năm rồi, cả năm năm rưỡi gì rồi. Xong cái bữa nay mình lấy ra mình mặc lại nó vừa in luôn, nó kiểu still đẹp. Mình chỉ muốn khoe vậy thôi. Các bạn, chị ơi mình mệt quá á. Nó vẫn còn một đống ở đây. Mặc dù là mình đã dọn xong cái tủ của mình, cái một sáng mình đã dọn xong cái tủ của mình, còn lại đúng một xíu đồ luôn. Trời ơi, từ hồi nãy nó kiểu nó đầy nhóc mà kiểu phải kẹt cứng luôn á, không nhích qua nhích lại được luôn. Giờ nó quá trời trống trải ở dưới đây nữa. Còn cái này là đống đồ mà kiểu mình không có mặc nữa, mình để ra xong rồi mình sẽ cho đi, mình sẽ nói mẹ mình cho giùm mình. Ở bên đây kiểu mình còn cái này mình mới mặc, à mình chưa mặc lần nào luôn, nhưng mà mình thấy nó già quá à, nên là mình không mặc nữa, mình cũng cho đi luôn. Và như vậy là mình cũng đã dọn xong cái tủ đồ của mình, ý là cái khu tủ của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ bước qua giai đoạn tiếp theo. Sau khi đã sắp xếp ngăn nắp cái tủ đồ của mình rồi, thì kế bên cái tủ đồ của mình nó còn có một cái tủ nhỏ nhỏ nữa để mình đựng sách, đựng mấy cái đồ linh ta linh tinh. Nhưng mà bây giờ thì nó đã rất là dơ rồi, nên là mình cũng sẽ dọn lại nó luôn. Chăm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ nói xương xương những cái thứ mà
mình sẽ làm nhưng mà mình sẽ không quay được tại vì cái điện thoại của mình hết pin. Thì chắc là bây giờ mình sẽ tháo mấy cái dây lá này xuống, tại vì anh yêu của mình đang rớt xuống từ từ rồi các bạn, mình không muốn cái anh yêu của mình rớt xuống nữa đâu. Nên là mình sẽ đi coi lại cái góc này luôn. Một là mình sẽ dán thêm hình, hai là mình sẽ làm dây lá không. Nhưng mà trước hết thì bây giờ mình sẽ gắn cái dây lá lên trước để mình sẽ dời cái dây lá này qua đây. Xong rồi khi nào mà mình làm xong thì mình sẽ quay lại cho các bạn coi. Trong khi chờ đợi cái sự mà gọi là cái máy của mình nó sạc vô pin đó, thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái hành trình đi mua đồ của mình. Nó cũng là một trong những cái giai đoạn mà chuẩn bị cho Tết mà, đúng không? Đó nên là mình quyết định mình đưa vô luôn. Nhưng mà khoan từ từ nha, trước khi vô cái hành trình này thì mình phải kiếm một chút lúa cái đã, chứ không sao mà shopping đồ được. Ok, vô này nha. Ok, thì từ lúc mà mình đi học lại là mình chỉ học một buổi thôi và buổi trưa mình về. Nhưng có thể là mọi người không thấy nhưng mà cái nắng buổi trưa đó đã làm cho cái da của mình đen nhẻm lại. Vì cái độ đen trên da của mình ngày càng căng thẳng nên là mình cũng phải update mấy cái sản phẩm skincare của mình lên những cái thứ mà nó mạnh hơn, với lại chứa nồng độ cao hơn của Bio Restrain. Và mình cũng chú ý cung cấp vitamin C tại vì da của mình thâm rất là nhiều. Nên là ở đây mình có một cái chai serum vitamin C với lại một cái hũ kem dưỡng vitamin C luôn. Cả hai cái này đều có chiết xuất cao từ hắc mai biển, giúp kháng viêm, dưỡng ẩm. Và có một điều là cái serum này sau khi thoa đều lên da thì nó sẽ hơi nóng một xíu. But everything will be okay mấy honey. Như tôi đã nói, đây là sản phẩm có nồng độ cao vitamin C lên tới 21.5% lận, nên là thoa lên mà nóng nóng xíu là chuyện bình thường, để lát là nó hết liền à. Nhưng mà thật sự là nói gì nói nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nó không nên dùng cho da mụn với là da nhạy cảm, nên là mấy bạn có thể tham khảo cái sản phẩm tiếp theo nha. Thì cái mà mình nói là cái kem dưỡng này nè, kiểu nó cũng có công dụng giống giống như cái serum kia là cung cấp vitamin C, nhưng mà cái này nó xịn hơn xíu là nó có vitamin E nữa. Ngoài sáng da mờ thâm thì còn thêm một cái chức năng nữa, đó chính là hồi phục da. Này lúc mà apply lên nó mát đã lắm, vì nó có nhiều chức năng á, nên là mình hay dùng lúc mà mình lười. Kiểu như là mỗi lần mà mình lười hay là có cái chuyện gì đó gấp á thì mình sẽ dùng cái này, xong rồi cái bôi kem chống nắng lên nữa là xong. Ok, thì nó chính là như vậy thôi đó. Còn bây giờ thì mình thay đồ đi đây. Much later. Ok, hello. Thì lúc này tụi mình đã đi mua được khá đồ rồi, và bây giờ tụi mình có hẹn với lại Quế Chân với lại Thi Quỳnh ở bên quán của Thi Quỳnh. Nên là giờ tụi mình đã có mặt ở bên đây để đặt gà ăn, lấy sức để lát đi mua đồ tiếp nữa. Và mình cũng sẽ cho mọi người coi là mình đã mua được những gì từ sáng tới giờ. Đầu tiên thì mình có một cái đôi boot trắng, thiệt ra là giày cao gót chứ không phải boot. Xong rồi một cái bọc đồ bự chảng này. Ok, thì chỉ mới có nhiêu đó thôi à. Còn bây giờ thì mình ăn đây. Xong rồi thì mình tiếp tục cuộc hành trình đi mua thêm một đống đồ nữa, và mình không tìm được cái nào ưng ý mình nữa nên là mình đã đi về luôn. Ok các bạn, mình cũng chả hiểu tại sao nó lại lâu như vậy, nhưng mà bây giờ là 7 giờ rưỡi và mình mới vừa làm xong. Không biết là dán cái này lên á thì nó không có lâu lắm, nhưng mà lúc mà mình tháo mấy cái poster xuống á, xong rồi cái mình ngồi mình tháo mấy cái keo của nó ra á, cái Bluetack á mọi người, trời ơi nó đúng đau tay luôn á, tay mình kiểu nó đỏ. Và bây giờ mình tính là mình dán xong mấy cái cây này rồi, sau này mình sẽ gắn hình lên, kiểu như là hình trong mấy cái ô chấm này, hoặc là mình sẽ làm cái gì đó với cái tường này, nhưng mà cái đó là chuyện của sau này tính các bạn. Còn bây giờ thì vẫn chưa xong đâu, not done yet honey. Thấy gì không, oh my god, một cái chuồng heo vậy đó, thì là vậy đó. Nên là dọn tiếp chứ tao. Các bạn, mình thật sự là mình không biết phải bắt đầu từ đâu luôn á, trời đất ơi. Mình sẽ bắt đầu từ cái đống mùi nhựa này. Mình thoáng nghĩ là mình nên lấy nó xuống hết một lần, xong rồi mình dọn tổng thể luôn thì nó sẽ lẹ hơn. Tại vì bây giờ mình nhìn lên đây mình thiệt sự là mình không biết phải bắt đầu từ đâu và mình phải dọn cái gì luôn á. Trời ơi, bài thì cũng bài cho dở, xong rồi tới lúc dọn cho chết.
giờ đây là mấy tấm hình mình vẽ, mình sẽ treo mấy tấm hình này lên trên đây. Khi mà mình đã có đủ mọi thứ để mình đi co thì mình đã xong hết rồi, còn một cái nữa là mình sẽ dọn cái đống này thôi. Mình dọn cái đống này nữa là xong. Và ok, thì sau đó cái phòng của mình đã rất là sạch và mình đã ăn Tết rất là vui. Ok, và còn bây giờ mình đang là mình 15 phút trước khi đăng tải cái video này. Kiểu như là bây giờ mình mới nhận ra là thì ra hồi trước mình có edit cái video này nhưng mà mình chưa đăng. Bằng một cách nào đó mà mình quên mất là mình đã có cái video này, nên là bây giờ mình đăng. Không sao cả. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Ok, bye bye mọi người, yêu mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo.